Ta-da, nhớ SEO, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình và mình là Cúi Ca. Hôm nay mình các bạn cùng khám phá tập 1 của Area Hỉnh Hoảng Chiêu Ghẹo Trui bằng tiếng Nga nha bạn. Đây là phiên bản manga nha, một trong những phiên bản chuyển thể từ Marvel khá là nổi tiếng nha bạn. Đây là phần bìa được căng bóng nha, khá là xịn sò của Conan Area. Còn đây bìa keo bên trong một màu hồng rất là đẹp, hình minh họa cũng mới nha. Đây là một số hình ảnh của manga tập 1 này. Hy vọng trong tương lai Kim Đồng sẽ mua bản quyền về nha các bạn. Hiện tại thì Kim Đồng đã mua bản quyền của Thiên Sứ Nhà Bên rồi. Hy vọng trong tương lai thì Kim Đồng cũng sẽ mua manga của bộ này. Hiện tại light novel của bộ này cũng được Kim Đồng xuất bản tại Việt Nam các bạn. Đây là một chỗ bộ truyện cũng khá là hot nha các bạn. Đây mình mời các bạn cùng chiêm ngưỡng qua một số trang truyện của manga tập 1 Aira bằng bên Hỉnh Hoảng Chiêu Ghẹo Tôi bằng tiếng Nga. Các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ và ủng hộ kênh giúp mình. Xin chào và hẹn các bạn những video lần sau.